Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật Bản sắc văn hóa Việt chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19 tháng 4 và Năm Gia đình Việt Nam 2013 xin được phép bắt đầu. Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ, đất là nơi chim về, nước là nơi rồng ở. Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng. Những ai đã khuất, những ai bây giờ yêu nhau và sinh con đẻ cái, gánh vác phần người đi trước để lại, dặn dò con cháu chuyện mai sau. Hàng năm ăn đâu làm đâu, cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ. Đã mấy ngàn năm từ thuở các vua hùng dựng nước, trải bao gian truân giữ gìn và dựng xây đất nước. Các thế hệ cha ông từ thuở xa xưa đã gửi gắm ước mong về một non sông Việt Nam, đất nước Việt Nam ngàn đời thịnh vượng. Yêu nước nhớ nguồn, chuộng lòng hiếu nghĩa, truyền thống cao đẹp ấy của dân tộc nhắc nhớ mỗi người Việt về công đức cha ông. Từ đó biết quý trọng từng tấc đất giang sơn, trổ tài trí làm rạng danh đất nước. Nay muôn phương hướng về đất tổ, gửi lòng thành kính đất linh thiêng, tri ân tổ tiên đã gây dựng cơ đồ cho con cháu ngàn đời gìn giữ. Có nơi nào như đất tổ quê ta, trên đỉnh núi Hồng có đền Hùng Vương. Có ai về thăm đất tổ quê ta, nhớ thua ban đầu vua Hùng dựng nước. Đường xa, đường xa ơi bạn hãy dừng chân, ghé về nơi đây đất thiêng muôn đời. Đất tổ tiên hùng oai linh con đó, công đức vua Hùng dựng nên nước non này. Nhân dân cả nước chung sức chung lòng, ta cùng gìn giữ nước non. Dù ai đi ngược hay về xuôi, nhớ về Phú Thọ hay cùng ta chung vui ngày giỗ tổ, phấn khởi vui ngày mùng 10 tháng 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.